Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh món ngon mỗi ngày HTP. Hôm nay thì mình có một cái món ăn ngon từ gà, đơn giản, thơm ngon, dễ làm cho bữa cơm hàng ngày của gia đình mình. Thưa quý vị, đó là món đùi gà hay là thịt gà ghim nước dừa. Đây là cái thành phẩm mình vừa làm xong nè, nó có thể có một xíu nước nè để mình có thể chấm rau, dưa leo, rau sống rồi. Ăn rất là bắt luôn, món này các bé rất là thích đây. Rồi bây giờ mời quý vị cùng vào bếp đi. Để làm món này á, thì mình có chuẩn bị cái phần thịt ức gà với một cái đùi gà. Hai cái miếng này thì khoảng nửa ký quý vị. Này thì khoảng 200 gram à. Còn cái đùi gà thì khoảng 300 gram. Bây giờ mình sẽ đem đi sơ chế để trước khi mình bắt đầu làm. Rồi mình sẽ cho một xíu muối nè, rồi một xíu giấm vô để mình rửa, mình chà rửa cho nó sạch, nó khử bớt cái mùi tanh của thịt gà. Rồi mình rửa sơ qua một cái đó, mình nhồi, mình rửa cho nó kỹ nha. Rồi sau đó thì mình mới bắt đầu chuẩn bị nước. Rồi đó, mình rửa sơ nước muối với giấm xong, hoặc là chanh cũng được nữa, mình cho nước vào đó, mình rửa sạch lại. Có thể đem lại cái vòi nước á, mình rửa thêm vài lần nước nữa cho nó thiệt là sạch. Xong rồi mới bắt đầu đem ra để cho cái rổ cho nó ráo nước. Trong lúc này thì chúng ta chuẩn bị thêm khoảng 5-6 củ hành tím nữa, củ hành nhỏ nhỏ có thể 7-8 củ, đập dập ra. Đó, mình đập dập ra, sau đó thì cắt cái phần hành tím này ra nha. Rồi cắt nhuyễn ra, rồi sau đó thì băm ra, ăn lát mình khử cho nó thơm, nó giúp khử mùi của cái phần thịt gà quý vị. Rồi giờ mình để nó riêng qua bên đi. Tiếp theo là thêm 3 cái gốc hành lá nữa. Gốc hành thì cũng vậy, mình cũng đập dập. Xong rồi mình cũng cắt nhỏ ra, giống như là cái phần hành tím vậy đó. Rồi giờ sau đó thì bắt một cái nồi nước lên, nồi nước sôi lên là cho thêm một xíu muối nè, với một xíu giấm vô nữa. Rồi sau đó mình mới chần lại cái phần thịt gà cái nữa, mình giúp khử mùi tanh đó quý vị, loại bỏ mấy cái tạp chất của còn bám bên ngoài của thịt gà. Rồi bỏ vô đây rồi mình luộc sơ qua khoảng 1 phút mà mình bỏ vô đây. Sau đó thì mình rửa sạch lại với nước ha, những cái mảng bám hay là nó bọt rồi lên đó, thì mình cũng để vô nước, mình rửa cho nó thiệt là sạch luôn. Rồi sau khi rửa sạch xong thì cứ vớt ra để cho nó ráo nước nha. Xong rồi mình sẽ xơm đi nè cho giúp thấm gia vị á. Rồi mình xơm xong hai phần thịt gà, cái ớt gà cũng vậy luôn nha. Đó, dùng cái tăm mình xơm rồi đó. Rồi sau rồi mình mới ướp gia vị cho nó thấm. Đó, mình ướp cái phần hành tím nè, phần nửa phần hành tím với phần nửa phần gốc hành á. Rồi thêm một xíu bột ớt, hoặc là ớt băm cũng được nữa, một xíu tiêu. Đó, rồi tiếp theo là chuẩn bị nước mắm nha. Nước mắm thì mình ướp ở đây khoảng 3 muỗng lưng thôi. Tiếp theo là đường. Nếu mình sẽ thích ăn ngọt nên mình ướp vô đây đường hơi khá một xíu, là khoảng 2 muỗng. Rồi muỗng hạt nêm. Xong rồi giờ mình sẽ dùng bao tay á, mình sẽ đảo cái phần thịt gà nè, đều trong cái phần gia vị cho nó thấm đều hết cái gia vị này. Mình ướp khoảng 20 phút đến 30 phút vậy đó, để cho nó thấm, rồi mình đem rim cho nó ngon hơn. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu đem đi rim. Trước tiên là mình bắt cái chảo lên, đợi chảo nóng một xíu mình cho dầu vô, đợi dầu nó nóng nhẹ lên này, mình chán cho đều cái chảo của mình. Xong rồi bắt đầu cho hành tím nè, còn lại á, với cái phần gốc hành còn lại vào. Bây giờ mình sẽ phi lên cho nó vàng, nó thơm xíu. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu đảo ha quý vị. Đó, đảo cái phần ức gà, rồi cái đùi gà cũng vậy luôn, đảo qua đảo lại một xíu cho nó thơm, và những cái phần thịt gà nó cũng săn lại nữa. Đó, giờ mình trở bài ha, như là mình chiên sơ cái phần gà nữa đó quý vị. Rồi đó, mình chiên khoảng 1-2 phút thì được rồi. Mình chuẩn bị nước dừa để cho mình riêng. Rồi nước dừa là mình cho vào đây là khoảng 300 ml đó quý vị. Chuẩn bị giờ mình sẽ cho cái phần nước sốt mình ướp nãy vào luôn. Mình cho nước dừa vô đó, rồi mình chán cho nó cái gia vị nó vào cái nồi của mình hết luôn. Để lửa lớn lên, nó sôi lên xíu. Khi mà nó sôi lớn lên rồi đó, mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Đó, mình trở bề nó cái đi, trở qua trở lại cho nó thấm đều. Đó, hạ lửa nhỏ xuống và đậy nắp lại. Rồi mình cứ vậy mình rim từ từ vậy đó. Đó, nước nó gần kẹo lại rồi, mình để lửa cũng nhỏ thôi. Vừa rim mình vừa trở bề, vừa chan cái phần sốt này lên cho nó đều cái phần gà, nó thấm vô đều cái phần gà, ăn cho nó ngon. Nhớ là để hạ lửa xuống nhỏ thôi, khi mà nước nó kẹo vậy nè, mình nhớ mình hạ lửa nhỏ xuống, mình rim từ từ á, cho nó thiệt là thấm sâu vô cái phần đuôi gà. Rồi bây giờ còn nước thì kẹo rồi nè, mình thì mình chừa lại một xíu để lát mình đem ra mình ăn kèm với rau dưa rồi luôn cho nó ngon. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món đùi gà ghim với nước dừa hả quý vị. Đơn giản, thơm ngon mà hấp dẫn cho bữa cơm gia đình mình hàng ngày. Rồi món ngon mỗi ngày HTP chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại cho cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh món ngon mỗi ngày HTP.